quan nhỏ. Bây giờ tháng 11 là gần sắp tới Thanksgiving rồi. Nói chứ bây giờ là chỉ còn có cỡ chừng 4-5 ngày nữa thôi là tới Thanksgiving rồi, là lễ tạ ơn á. Thì lễ tạ ơn bên này là một cái lễ lớn mà những người ở trong gia đình người ta hay tụ họp lại, rồi người ta ăn uống rất là nhiều. Cho nên là năm nay cô ba nhỏ cũng mua đồ, đi chợ, mới đi chợ về mua quá chừng đồ luôn, chuẩn bị cho Thanksgiving. Bây giờ cô ba nhỏ quay cho mọi người xem cô ba nhỏ đi chợ mua cái gì nha. Cô ba nhỏ biết là có nhiều người thích xem video đi chợ của cô ba nhỏ lắm, và cũng lâu rồi không có làm video đi chợ mua cái gì cái gì. Hôm nay quay cho mọi người xem nha. Rồi đây, hôm nay đi chợ bỏ vô một cái thùng này cho nó dễ xách, với lại mua một cái bịch này nữa đây nè, nhiều lắm. Ok, đầu tiên á, một cái món mà không thể nào thiếu cho ngày Thanksgiving á, là mashed potato, là có nghĩa là khoai tây nghiền á, là khoai tây với lại có nhiều cách làm khoai tây lắm. Thì đây là một bịch khoai tây, cô ba nhỏ mua bịch này 5 pound, bịch này chỉ có 99 cent thôi, 99 cent là chưa tới 1 đồng, 1 đồng là 1 đô á, là còn thêm 1 cent nữa thì mới là 1 đồng. Thì bịch này cô ba nhỏ mua ha, để làm khoai tây nghiền nè. Và đây cũng là một cái hộp mashed potato giống như vậy nè. Nếu mà mình không có thời gian mình làm cái đó, mà tại vì cái này mình phải luộc chín lên rồi mình nghiền nó, nếu mà trừ hao, nếu mà mình không có thời gian thì mình có thể mua cái này. Cái loại này instant, mashed potato instant, cứ nghĩ giống như là làm cho liền á, làm nhanh á, rất là nhanh. Thì cái này là giống như là gói bột á, nó đã làm khô rồi, thì nó có hướng dẫn đằng sau là mình có thể bỏ thêm sữa, bỏ thêm bơ, rồi bỏ thêm nước, rồi quậy nó lên, rồi nó xong rồi, rất là nhanh. Cái này rất là nhanh luôn. Cho nên nó gọi là instant. Instant là rất là nhanh, là ngay tức khắc á. Giống như mì gói thì cũng gọi là instant noodle vậy đó. Đây á là pumpkin bread and muffin mix. Thì cái ngày Thanksgiving, và nói chung là cái mùa thu á, cái mùa Thanksgiving á, thì người ta hay ăn những cái món ăn mà có cái mùi cinnamon. Cinnamon là cái mùi mùi quế á. Vào mùa thu thì bên này người ta hay ăn bánh mì pumpkin bread, hay là pumpkin người ta hay ăn pumpkin bread hay là muffin. Pumpkin là giống như là cái trái gì, cái trái bí đỏ. Trái bí đỏ là pumpkin bread, thì người ta làm bánh giống vậy nè. Có cái mùi cinnamon là cái mùi quế rất là thơm. Thì khi mà mùa thu á, là người ta hay ăn cái này, cho nên là mình cũng mua về mình làm. Mà cái này chỉ là cái bột thôi. Cái này là bột nè, bây giờ nó chỉ ghi là just add eggs, oil and water. Có nghĩa là cái bột này nó đã pha sẵn rồi. Mình về mình chỉ bỏ thêm vô trứng nè, với lại oil là dầu ăn nè, và nước thôi, là theo hướng dẫn của nó, rồi mình làm ra cái bánh như vậy. Rất là dễ, cũng rất là nhanh luôn. Có thể mình có thể ra ngoài chợ mình mua sẵn những cái bánh mà nó làm giống vậy nè, làm sẵn cái khay như vậy cỡ chừng 4 đồng hay 5 đồng á, cũng rẻ lắm. Nhưng mà nếu mà mình thích làm thì mình làm. Với lại dạo này con gái của cô ba nhỏ rất là thích nấu ăn. Không phải là thích nấu ăn mà là thích đập cái trứng ra. Khoái đập trứng lắm. Còn thằng nhỏ thì khoái quậy 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 vậy nè. Cho nên là cô ba nhỏ mua về rồi làm, rồi để cho mấy đứa nhỏ nó làm chung luôn cho vui. Rồi quay xuống lại tiếp ha. Cái gì nữa đây? Ok, green beans. Cô ba nhỏ mua rất là nhiều loại green beans. Tại vì á, một trong những món ăn mà ngày Thanksgiving không thể thiếu á, là green beans casserole. Thì cái này á, là người ta, những cái green beans này nó đã chín rồi, mình có thể mua green beans. Green beans là đậu que đó. Nãy giờ cô ba nhỏ nói green beans nhưng mà không nói tiếng Việt. Green beans là đậu que, mà cái này á, nó ở trong cái lon như vậy, nó đã chín rồi thì mình nấu rất là nhanh. Thì nó chín rồi thì mình chỉ khui ra, mình bỏ hết nước đi, cái mình bỏ vô trong cái khay, rồi mình season nó, có nghĩa là mình nêm nếm thêm mắm muối, không có mắm nha, người Mỹ không có ăn mắm, thêm muối, thêm đường, thêm gì đó, tiêu gì đó, với lại có những cái sauce á, cái mình đổ vô cái mình trộn, cái xong cái mình bỏ vô cái lò nướng này nè, bỏ vô cái lò nướng này cái nướng, rồi cái ở trên á thì mình có thể rải những cái onions là giống như là hành phi á, mà hành phi của Mỹ á, rải lên rồi ăn. Cũng rất là ngon. Thì cô ba nhỏ cũng mua mấy hộp này đây nè. Green beans là đậu que nha. Thì mùa này cô ba nhỏ không có thấy đậu que tươi, cho nên là thôi kệ, mình mua đậu que này đại đi. Đó.
Mà đậu que này chỉ có 5 bộ, nó đang sale á. Tại vì cái mùa này cho nên nó đang sale rẻ, chỉ có 50 cent một hộp thôi. Đó, thì cô bao nhiêu cũng mua 4 hộp nè. Đây nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè. Rồi, một cái này không thể thiếu, không thể thiếu, không thể thiếu. Có nghĩa là một món không thể nào thiếu là gravy. Mà gravy này á, là cái hiệu turkey. Turkey là gà tây á. Roasted turkey là cái mùi gà tây mà nướng á. Thì cái này gravy là cái nước sauce, là cái hũ này á, cái hũ này á là gravy, nước sauce. Khi mà mình làm mashed potato á, khi mà mình làm khoai tây nghiền nè, là mình sẽ lấy cái nước sauce này mình chan lên, thì nó ăn sẽ không có, mình ăn nó sẽ không có bị khô á. Nó ăn cũng rất là ngon, mà cái này nó nêm sẵn rồi, đậm đà ngon lắm. Hoặc là mình làm cái này rồi mình chế gravy lên, hoặc là mình ăn meatballs. Meatballs là những cái cục cục thịt viên á, cục thịt viên của Mỹ á. Rồi cái mình chế nước sauce này vô cũng rất là ngon. Thì ở trong cái hình này nè, thì cái hình này là những cái lát này là những lát turkey. Là ngày Thanksgiving người ta hay ăn turkey, là turkey là con gà tây á. Rồi người ta sẽ ăn cái những cái này đằng sau á, là stuffing. Stuffing hay là gọi là dressing, là những cái bánh mì hoặc là những cái rau củ quả người ta nhét vô trong bụng của cái con gà tây khi mà người ta nướng trong lò đó. Rồi khi mà người ta lấy con gà ra thì sẽ lấy những cái thứ này ra, rồi chế cái nước gravy này lên. Còn những cái đỏ đỏ này á, là cranberries. Mà cranberries là cái trái trái gì? Việt Quốc hả? Không phải, Việt Quốc là blueberries. Trái cranberries là trái gì cô bác nhỏ không biết tiếng Việt, nhưng mà lúc nào Thanksgiving thì cũng phải ăn ăn gravy. Gravy là đi chung với lại turkey với lại mashed potato, cho mình mua cái hũ này. Cái này là cranberry sauce. Thì những cái trái đỏ đỏ như vậy nè, những cái trái này á, nếu mà nó còn tươi á thì nó rất là rất là rất là rất là chua. Không thể nào ăn được. Người ta chỉ dùng để trang trí ở trên cái bàn tiệc của ngày Thanksgiving, hoặc là người ta mua tươi về để người ta tự làm cranberry sauce ở nhà. Thì người ta phải nấu nó ở trong cái nồi slow cook, là cái nồi nấu rất là chậm, là cỡ chừng 8 tiếng hoặc là 6 tiếng. Rồi người ta bỏ rất là nhiều đường vô cho nó thành cái sauce, là thành cái sốt vậy nè. Nó ướp ướp rồi mình có thể chế lên con gà, hoặc là mình ăn chung với gà. Nói chung là Thanksgiving thì không thể nào thiếu cranberry sauce. Thì đây là cranberry sauce, mình cũng mua ở trong can luôn. Dĩ nhiên mà mình có thể làm được, nhưng mà tốn thời gian lắm. Tại vì khi mà Thanksgiving mình sẽ nấu rất là nhiều món. Đây là chicken broth. Chicken broth này á, là nước súp gà. Nước súp gà này thì lâu lâu khi mà nhà cô bạn nhỏ không có gì ăn á, hoặc là khi mà mình nấu lẹ mì gói, hay là mình cần nấu nuôi cái gì lẹ đó, mình khui cái này ra cái mình đổ vô. Hoặc là nhiều khi mình kho thịt nè, cái mình đổ cái này vô. Hoặc là khi mình làm nấu cháo gà hay gì đó, mình khui những cái lon nước súp gà này mình đổ vô cho cái đồ ăn nó đậm đà. Thì ai mà muốn làm cái gravy, làm cái sauce gravy thay vì mình mua cái sauce này á, mà muốn làm gravy thì mua những cái bịch giống như là những cái bột á, rồi mình có thể pha nó với lại cái này rồi nó cũng thành gravy. Tiếp đến là cái chai này, là cái chai này á, sorry cô bé nhỏ mệt quá, mới thở, mới đứng dậy mặc đồ cho thằng nhỏ, nó đi tắm cái xong rồi nó kêu rồi chạy tới đây quay video tiếp, không mệt quá, chạy thở mệt quá. Cái chai này á, là cái chai dressing, để mình khi mà mình ăn salad á, cái mình lấy cái chai này mình chế vô. Thì cái này á, là có red wine. Ok, để đi thay quần áo cho nó rồi trở lại quay tiếp nha. Rồi, mới mặc quần chảnh xong rồi đó. Ok, nói tiếp nè, cái này là cái loại dầu, giống như là cái sốt dầu người ta mình ăn salad á, cái mình rưới lên vậy đó. Thì cái này nó đã làm sẵn rồi. Nó có mùi rượu đỏ và cái mùi olive oil, có nghĩa là dầu ô liu. Rồi a classic Italian dressing, là cái này giống như là cái nước sốt của Ý vậy đó, để người ta ăn chung với lại salad rồi ha. Đó, mà cái chai này là phải cẩn thận, cái chai này bằng miễn nè. Rồi, tiếp đến là cô ba nhỏ mua mấy cái hộp này. Organic pumpkin. Organic là cái gì? Hữu cơ gì đó. Pumpkin là cái trái bí đỏ đó. Thì á, người ta bán cái ngày Thanksgiving, hoặc là mùa Thanksgiving, mùa Christmas, hoặc là mùa, nói chung là mùa đông, mùa thu á, thì người ta bán những cái này rất là nhiều trong lon.
là cái này á, là những cái trái bí đỏ mà đã được nấu chín rồi, mà người ta đã nghiền nát ra sẵn rồi, thì để mình đem về mình làm pumpkin pie, là một cái pie. Hoặc là mình mua về để mình làm pumpkin bread, thì giống như cái này nè, giống như cái này nè, mình làm pumpkin bread. Mà nếu mà mình muốn làm tự mình làm á, tự mình pha luôn á, không cần mua cái hộp này á, thì mua những cái hũ này mà nó đang sale chỉ có 25 cent một hũ thôi, cho nên là thấy rẻ quá, cô bé nhỏ có mua hai hộp ở đây để bữa nào mình làm pumpkin bread ha. Còn đây là cranberry sauce nữa nè, hồi nãy mình mua cranberry sauce rồi nè đó. Cranberry sauce cái này rất là dễ ăn. Thật ra là cô ba nhỏ không có thích ăn cái này, nhưng mà nhà của cô ba nhỏ rất là thích. Nói là khi mà nó bỏ vô trên miếng gà hay là cái mashed potato, là cái khoai tây nghiền á, thì nó chua chua ngọt ngọt, rồi ăn với những cái kia mặn mặn, nó lẫn lộn với nhau, ai nói cũng ai ăn cũng thấy thích mà cũng nó ngon hết á. Nhưng mà cô ba nhỏ thì chưa có ăn. Rồi còn hai cái này, cô ba nhỏ mua hai cái này là hai cái tomato, creamy tomato, tomato sauce á, có nghĩa là sốt cà chua đó. Khi mà thật ra là cô bạn nhỏ thấy nó sale cho nên mình mua để khi mà mình nấu ragu nè. Và cái này nó ghi là có basil là có lá quế ở trong á. Lá quế giống như lá quế mình ăn phở vậy đó. Tomato with basil mà nó là thành cái nước vậy nè, nó giống như là súp vậy đó. Nhưng mà thật ra cô bạn nhỏ mua cái này á để mà mấy bữa nữa mình sẽ nấu ragu. Nấu ragu nè, hoặc là mình nấu cái gì ta, nấu cái món gì quên rồi, đậu hũ sốt cà đó. Thì nếu mà mình không có cà chua tươi á, mà mình cần muốn nấu cái món đó, hay là cá sốt cà, cá chiên sốt cà vậy đó, thì mình đổ một cái lon này vô, nó cũng vậy cũng được, dễ lắm. Thì thấy rẻ là mua luôn. đi chợ thấy rẻ là mua. Ok, còn đây nó ghi là yams. Nó có thể ghi là yams hoặc là sweet potato. À đúng rồi, nó cũng ghi nè, yams. Còn dưới này nó ghi là sweet potato, có nghĩa là khoai lang. Khoai lang á, khoai tây á là potatoes, còn khoai lang á là sweet potatoes. Thì khoai lang này á, nó đã cắt ra sẵn rồi và nó đã chín sẵn rồi. Ở trong cái lon này thì mình có thể khui ra. Mình đổ cái nước này đi, rồi mình rải, mình rắc đường, đường nâu á, brown sugar, đường nâu ở trên, rồi mình để butter là bơ á, mình cắt những cái lát bơ cái mình để lên trên. Mình có thể hâm microwave hoặc là mình bỏ vô lò nướng mình nướng. Rồi sau khi mà mình nướng xong á thì mình rải lên trên những cái marshmallows, là những cái đồ ngọt ngọt á. Cái cục marshmallows nó mềm mềm á, nó sẽ tự tan ra, là ăn cái món này cho ngày Thanksgiving hoặc là những cái ngày lễ cuối năm á. Thì thường á, cô bạn nhỏ hay mua những cái khoai lang tươi, những củ khoai lang luôn, rồi mình bào ra, mình cũng cắt ô vuông cục như vậy, rồi mình nấu. Nhưng mà nướng như vậy thì nó hơi lâu. Năm này chơi hết là đồ hộp luôn nha. Đó, thì nó sẽ nhanh hơn. Năm nay lười á. Làm riết mỗi năm rồi cứ lười luôn. Còn đây, cô bạn nhỏ mua một cái này, nó ghi là unsalted dry toasted pecan pieces. Unsalted có nghĩa là không có muối. Salt, chữ salt á, là muối. Salted là nó bỏ muối. Nhưng mà unsalted có nghĩa là cái này là không có muối, có nghĩa là cái này không có mặn. Dry toasted, toasted có nghĩa là nó rang, nó nướng. Dry có nghĩa là nó khô nè. Pecan, pecan là hột gì ta? Hột pecan á, ở Việt Nam có phải là gọi là hột óc chó không? Cô bà nhỏ không biết nữa. Pecan pieces là những cái miếng nhỏ nhỏ. Thì nói chung là những cái hột đậu, hột đậu gì đó không biết nha, hột đậu pecan, tiếng Việt cô bà nhỏ không biết là gì. Nhưng mà những cái pecan này mình có thể rắc lên trên. Khi mình làm những cái bánh này nè, mình rải cái này vô lên trên, hoặc là mình trộn cái này vô trong cái bột này luôn cũng được nữa. Thì mua luôn một bịch này ha. Rồi, còn đây, butternut squash soup. Là cái trái butternut này á, là trái bí, mà nó không phải là trái bí rợ màu đỏ tròn như vậy, mà nó trái bí cũng màu đỏ luôn, mà nó hơi dài, nó dài xuống chút rồi nó ủng ra. Để coi thì coi nó có cái hình không? Nó không có cái hình. Nhưng mà cái trái butternut squash này nó rất là ngọt, và cái này đã làm thành súp rồi. Nó là nước nè. Bây giờ mình chỉ khui ra, mình hâm lên mình ăn vậy thôi. Này nó ghi chữ là shake well before using, có nghĩa là trước khi mình xài là mình phải lắc lên cho nó đều. Rồi sau khi mình mở ra thì mình phải bỏ vô tủ lạnh nè. Đó, thì mình chỉ mở ra rồi mình ăn thôi, dễ lắm nè. Rồi, không hiểu sao hôm nay cô bé nhỏ mệt dễ sợ luôn. Nói chuyện mà mệt dễ sợ luôn á.
có nghĩa là già rồi đó, mới đứng dậy đứng lên ngồi xuống chút xíu là đã thấy mệt rồi. Đây là hai hộp stuffing mix. Stuffing có nghĩa là mình nhồi vô á, mix là đủ thứ á. Thì cái stuffing mix này hồi nãy cô ba nhỏ nói rồi là nó giống như là những cái miếng bánh mì vậy đó, nó vậy nè. Thì khi mà mình có thể bỏ vô trong bụng của con gà á, thì dĩ nhiên cái này nó đã nêm nếm sẵn hết rồi và nó chỉ cho mình làm đây nè. Mình nấu, mình có thể nấu riêng, mình để ra ngoài một tô riêng, hoặc là mình có thể bỏ vô trong bụng con gà rồi mình nướng nó. Khi mà mình nướng con gà luôn, nướng con gà tây á, thì nó giống như là cái hình hồi nãy đó, là cái stuffing này nè, đó là cái stuffing này nè. Đó, thì mình mua hai hộp này để làm stuffing. Rồi. Bởi vậy khi mà đi mua, khi mà hồi nãy chất vô trong thùng á thì dễ, mà bây giờ lấy ra rồi không có, lấy ra rồi bây giờ chất vô lại cũng khó đây nè. Đó, chất vô chứ bây giờ để đầy nhà quá, cô ba nhỏ phải đem đi ra ngoài gara để đây đầy nhà quá. Với lại những cái này á là không có nấu liền ngày hôm nay, 2-3 bữa nữa thì mới xài. Nhưng mà để vô trong thùng này để đem ra ngoài kia cho nó gọn á mà. Ok. Ấy da. Rồi, còn đây là mua một cái khay. Mọi người biết cái khay này để làm gì không? Khay này để nướng con gà. Đó, khay này để nướng con gà. Mà mình sẽ mua cái bao nữa. Cái bao thiệt là to. Để con gà ở trong cái bao rồi để cái này lên vô trong này nướng luôn. Nếu mà bây giờ cô ba nhỏ mở cái lò ra để cho mọi người thấy là cái lò cô ba nhỏ trong này đầy đồ luôn. Bao nhiêu khay nướng bánh đủ thứ rồi. Đó, cái này bỏ vô vừa. Đó, để nướng con gà xong rồi cái mình dục cái khay này luôn để mình khỏi phải rửa mất công. Cái khay này nó bán 3 đồng ha. Đây nha. Rồi đó, hồi nãy cô ba nhỏ mua apple sauce. Mọi người biết apple sauce này để dùng làm gì không? Khi mà mình làm bánh á, khi mà mình làm những cái bánh giống như là pumpkin bread hồi nãy giống vậy nè, những cái bánh này, những cái bánh ngọt này á, hoặc là những cái cake của Mỹ hoặc là bread của Mỹ. Thì nãy cô ba nhỏ nói là khi mà những cái bánh của người Mỹ á thì nó sẽ kêu bỏ dầu ăn, trứng, sữa gì đó. Thế bằng dầu ăn thì mình có thể bỏ apple sauce để cho nó healthy, có nghĩa là nó tốt cho sức khỏe hơn. Chứ không mình dùng dầu ăn nhiều quá thì cũng không tốt. Nhưng mà nếu mà mình thay thế nó thì dĩ nhiên cái bánh nó sẽ ra khác. Nó không có ngon, nó không có mềm, nó sẽ không có xốp nhiều khi vậy. Nhưng mà mình thế, thí dụ như là trong đó nó kêu phải bỏ 2 chén dầu, thì bây giờ mình bỏ 1 chén dầu và mình bỏ 1 chén apple sauce thì để mình thế vô. Còn không thì cái này múc ra ăn không, cho thằng nhỏ nó ăn không cũng được, nó không sao. Đó. Còn đây cũng là sweet potato, là cái khoai lang mà đã cắt rồi đó. Cô ba nhỏ cũng mua nè, tại vì đi nhiều chợ cái thấy nó sale này kia cái mua. Còn đây là pumpkin, để mình làm bánh pumpkin pie đó, hồi nãy cô ba nhỏ nói rồi đó. Nó cũng là nó đã xay ra rồi, những cái bí á nó đã xay ra rồi. À đây nè, hồi nãy cô ba nhỏ cũng mua một bịch nè, turkey flavor gravy mix, có nghĩa là cái này làm cái gravy, làm cái sauce đó, là cái này là dạng bột. Cái này dạng bột rồi, nếu mà mình muốn làm cái sauce để chan lên á thì mình lấy cái hũ chicken broth á, là cái hũ nước súp gà đó, mình trộn pha với lại cái bột này thì cũng ra cái loại gravy. Mùa này nó sale những cái thứ này, những cái linh tinh này nó rẻ lắm, 25 cent, 50 cent, trên cô ba nhỏ thấy rồi mua. Cái mấy bữa nữa mình cần cái mình xài. Đây nữa nè, turkey gravy đó nè, đủ kiểu đủ loại luôn. Yes con. Can I be in your video? Yes. Thank you. Ok, hồi nãy cô ba nhỏ nói là cái cranberry sauce. Cranberry sauce á, là nó là giống như một cái sauce. Ok, con muốn vô video với mẹ luôn ha. Dạ. Can nói xin chào đi. Xin chào mọi người. À giỏi. Còn đây á là jelly. Nó ghi jelly. Thì cái này á, cái này cũng là cranberry, nhưng mà cranberry nó giống như nó đông lại, giống như là sương sa hoặc là rau câu vậy đó. Nó hơi đặc đặc lại mà nó sống sánh vậy nè. Thì mình có thể cắt lát rồi mình ăn chung với lại con gà tây này nọ đó. Thì cái hồi nãy là sauce là nó lỏng, còn cái này á là nó đặc rồi đó. Thì cái hũ này 99 cent. Đó, rồi để mẹ coi trong này có gì nữa, coi chừng rớt trúng chân của con nha. You want to show this? Rồi con cầm lên đi. Rồi cái này mẹ show rồi. Ok, con show này nè. Show này đi. Cái này cũng là stuffing. Cereal. Và không, này không phải cereal. Con nói cái này stuffing. Stuffing.
stuffing nè. Nó cũng là stuffing giống cái này nè, nhưng mà nó hiệu khác thôi. Stuffing giống nhau, cái này nó đi giống nhau. Giống nhau mà hiệu khác. Hiệu khác. Ừ, giỏi. Thấy sale mua. Đây là green beans. Green beans là cái gì? đậu que đó. Những cái thứ này là để chuẩn bị cho Thanksgiving ha. Mày quay lên đây. Rồi, thấy chưa? Đó, con khoe đi. Muốn khoe gì con khoe đi. Là con bạn nhỏ mua một thùng đồ này. Apple sauce. Con thích apple sauce không? Năm nay cô bé nhỏ không có làm gà tây và không có làm ham. Hai cái món chính đó thôi để cho người khác làm, mình qua ăn ké. Mình chỉ làm những cái món phụ thôi. Rồi, làm những món phụ thôi coi vậy chứ mà cũng linh tinh lắm á. Rồi, vậy là xong rồi ha. Quay xuống đây cho mọi người coi cô bé nhỏ mua một đống luôn. Con thấy con đống không? Rồi. Các bạn nhỏ đi dọn đống đồ này đây nha. Đáng lẽ đi về, đi chợ về là phải đi cất đống đồ này cho xong cho rồi đi. Mà còn ngồi đây ngồi đây nãy giờ tốn thêm 15 phút nữa đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô bạn nhỏ nha. Ai chưa đăng ký? How about I be right here and then you show the video. Ok, nó đang ngồi bên kia, nó quay lên quay xuống. Nó quay phim cho mẹ đó. Ai chưa đăng ký vào channel của cô bạn nhỏ thì bấm nút đăng ký subscribe và bấm luôn cái chuông, bấm luôn nút thumbs up nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.